Đức Phúc trả tiền tỷ mời Hòa Minzy đóng MV. Đức Phúc đã hứa với Hòa Minzy một điều khi đóng MV ngày đầu sau chia tay. Hôm 20 tháng 6, Đức Phúc vừa trở lại với bản ballad mới nhất mang tên Ngày đầu sau chia tay do nhạc sĩ Khắc Hưng chấp bút. MV ca khúc thu hút sự chú ý khi có sự tham gia của Hoa hậu Thủy Tiên. Ngoài ra, hai thành viên gia đình Hoa Dâm Bụt là Hòa Minzy và Eric cũng góp mặt. Trước đó, Hòa Minzy và Eric từng xuất hiện trong một số MV khác của Đức Phúc như Hơn Cả Yêu, Ngày đầu tiên hay Quá khứ đôi, Hiện tại đơn. Lần này, vai diễn mà Hòa Minzy đảm nhận có phần đặc biệt hơn khi nữ ca sĩ trực tiếp hóa thân thành người yêu của cậu em trai thân thiết. Những khoảnh khắc tình tứ giữa hai chị em khiến khán giả thích thú. Mới đây, thông qua một video trên kênh TikTok cá nhân, Hòa Minzy có những chia sẻ vô cùng lầy lội về vai diễn trong MV Ngày đầu sau chia tay. Bình luận về những phân cảnh tình cảm giữa hai chị em, nữ ca sĩ hài hước, bộ hết tiền mời diễn viên hay gì mà bắt tôi làm người yêu. Trời ơi, còn vuốt tóc nữa. Bình thường giật tóc dữ lắm mà Phúc ơi. Đặc biệt, Hòa Minzy gây bất ngờ khi tiết lộ Đức Phúc đã hứa sẽ cho cô vay 2 tỷ đồng nếu chịu hôn má nam ca sĩ trong MV. Không phụ lòng người em, giọng ca rời bỏ đồng ý thực hiện phân cảnh khó nhằn này. Hòa Minzy dí dỏm chia sẻ, tất cả vì lời hứa 2 tỷ mà đánh đổi mấy lần suýt ói. Không được quên 2 tỷ của chị nha em ơi. Lời hứa cho vay 2 tỷ của Đức Phúc có lẽ chỉ là một câu nói đùa với người chị. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của nam ca sĩ đối với sản phẩm âm nhạc mới. Hiện tại, MV Ngày đầu sau chia tay đã thu về hơn 1,2 triệu lượt xem và đang nằm ở vị trí thứ 6 trên top trending music YouTube Việt Nam. Bên cạnh yếu tố âm nhạc, sự xuất hiện của Hòa Minzy, Thủy Tiên cùng Eric cũng góp phần giúp sản phẩm lan tỏa đến nhiều đối tượng khán giả hơn.